Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 27 tháng 12 năm 2015. Hôm nay chúng ta sẽ học đoạn thứ 53 của Chứng Đầu Ca. Mấy cái câu này thì cũng rất là hay. Vua trong pháp thật tối thắng, hằng xa Như Lai đồng trung chứng. Ta nay tỏ rõ như ý châu, người người tin nhận đều tương ứng. Chúng ta có một cái đại ý của đoạn này như thế này. Đại ý đó là tán thán Phật pháp và xác quyết cái sở ngộ của mình. Sở ngộ là chi? Cái chỗ thấy, chỗ biết, cái hiểu của mình. Người ta dùng hai cái từ năng với sở là cái văn học kinh văn ngày xưa. Ví dụ như năng tri, đó là tôi là người hiểu biết. Sở tri là cái đối tượng bị hiểu biết. Các vị nhớ nha ha. Năng ngộ là tôi là người thấy được đạo. Sở ngộ là cái trình độ thấy biết của tôi ngang gần đó, gần kia. Gọi là sở ngộ. Thưa các vị, không phải tán thán pháp không nghe, mà tán thán Phật luôn nữa. Phật và pháp của Phật. Cái hồi xưa khả năng chữ nghĩa của mình nó hạn chế, mình thấy cái cuốn Đức Phật và Phật pháp mình nó sao lại dùng chi cho nó rườm rà. Nhưng mà kỳ thực nó là hai, Đức Phật và pháp của Đức Phật, nó có hàm nghĩa như vậy. Thế thì tán thán Phật tức là tán thán Đức Thế Tôn, tán thán pháp là cái pháp Đức Thế Tôn chứng nghiệm, tức là cái trạng thái niết bàn hay là cái tâm Phật bất động. Cái vế thứ nhất là như vậy. Vế thứ hai là Ngài Quyền Giác, Ngài cũng xác định rằng cái trình độ chứng nghiệm của Ngài nó ngang gần đó, gần kia, để cho chúng ta có niềm tin với pháp. Đó là mình nêu cái đại ý, và các vị thấy cái đoạn này nó rất là quan trọng. Vua trong pháp thật tối thắng, hằng xa Như Lai đồng chung chứng. Ta nay tỏ rõ như ý châu, người người tin nhận đều tương ứng. Cái từ vua trong pháp này gọi là pháp trung vương. Các vị nghe cái từ này chứ hả? Pháp trung vương. Người ta thường dùng cái từ là vua trong những vị vua, hoàng đế trong những vị hoàng đế, ăn mày trong những cái ăn mày. Ví dụ vậy. Thế thì vua trong pháp nó hàm nghĩa rằng là trong những người thể ngộ được đạo lý thì Đức Thế Tôn là người thể ngộ cao tột nhất. Vua trong những vị vua tức là một hoàng đế vô cùng anh minh, không có vị hoàng đế nào bì được. Đó là trong lĩnh vực thế gian người ta nói như thế. Nhưng mà trong đạo thì vua trong pháp có nghĩa là các pháp thế gian, xuất thế gian, và thậm chí rằng là trong ngàn vạn bậc thánh có mặt giữa trần đời này thì Đức Thế Tôn cao tột hơn hết, gọi là vua trong pháp. Thật tối thắng là không có gì có thể bì được. Hằng xa Như Lai đồng chung chứng. Và mình nhìn cái câu thứ hai thì mình biết cái này nó có hai nghĩa. Vua trong pháp nghĩa là Đức Như Lai, cũng là pháp của Như Lai chứng nghiệm nữa. Và pháp này thưa các vị, mười phương ba đời chư Như Lai đều chứng nghiệm chứ không phải một Đức Thích Ca. Nếu giải thích rộng hơn nữa thì thưa đại chúng là quá khứ chư Phật thể nghiệm được pháp này thì chứng Phật quả. Hiện tại, phàm phu như chúng ta mà thấu đạt được pháp này thì cũng chứng nghiệm được an lạc, giải thoát niết bàn. Trong tương lai ngàn vạn năm sau, nếu có người thấu ngộ được điều này từ kinh văn, từ các bậc thầy, thì cũng chứng niết bàn như trạng thái niết bàn tịch diệt của mười phương ba đời chư Như Lai đã từng chứng. Nó hàm nghĩa như vậy đó, tức là hằng xa Như Lai đều chứng một quả này thôi, quả vị tột cùng, trạng thái tâm tột cùng như vậy thôi, không có pháp nào hơn. Ta nay tỏ rõ như ý châu là ý của Ngài Quyền Giác. Ngài muốn xác định nghe, Ngài thấy được điều này, thể nghiệm được điều này, sống được với điều này. Và cái từ như ý châu nó hàm cái chi? Các vị biết là nhân gian người ta có loại ngọc ước của thần linh đó. Tức là có được viên ngọc đó rồi thì ước cái chi có cái ấy. Giống như bây giờ mình có viên ngọc ước là mình cất ở trong công văn 1 triệu đô vậy đó. Đúng là ngọc ước đó nghe. Ưng mua cái gì, ký cái giấy cái có liền.
bấm mấy mấy chữ thôi, thế là của cải nó chạy vô nhà mình liền, cũng là loại ngọc ướt mà nó không có biểu hiện bằng viên ngọc gì cả, giấy với viết thôi, nó còn quay hơn ngọc ướt nữa, tại vì nó vô hình phải không? Thưa các vị hình dung rằng là trong quá khứ thần thông không có bằng thần thông bây giờ đó nghe. Mình kể sơ một chút việc thì các vị thấy các vị đang sống trong một cái thời đại và phước của các vị ngang với chư thiên ngày xưa, chư thiên phải luyện mất nhiều trăm năm mới có thần thông à, còn các vị không cần luyện gì cả có thần thông. Ví dụ ta nhớ là trong truyện đó, dường như là trong truyện Xuân Thu Oanh Liệt, nhớ loáng thoáng vậy. Cái thời Tôn Tẫn mà đối kháng là với Tần Thủy Hoàng đó, thưa các vị, Tần Thủy Hoàng lúc bấy giờ còn rất bé và có cái chân mạng đế vương, thế rồi cử quân tóm thâu cả 6 nước Tề Thở Triệu Ngụy Yên vân vân, và khi đoàn quân của Vương Tiễn cầm quân đi đánh nhà Ngụy nước Tề, chứ bây giờ là Tôn Tẫn đang giữ nước Tề, mình hình dung rằng là bên kia có một vị tiên nhân, người ta sai đem cái yểm thần bài mà mang yểm thần bài để giết Tôn Tẫn đó, là đứng ở trên mây, thần mặc giáp vàng đứng trên mây rồi trên đó mới ném yểm thần bài xuống đánh để cho Tôn Tẫn nát thành tro bụi. Thế nhưng mà Tôn Tẫn nghe lòng xôn xao, tức là nghe trái tim mình sao nó hồi hộp quá, mà các vị tiên nghe hồi hộp thì sợ lắm, bấm độn biết rằng đêm nay đại nạn tới với ta rồi. Thế rồi Tôn Tẫn mới kêu người, kêu mấy thằng nhóc nhỏ, một là Lưu Bang, hai là Phàn Khoái, ba là Trương Lương, tức là những tên nó sẽ có mặt để nó xây dựng nghiệp nhà Hán đó, bắt đầu dựng nghiệp nhà Hán đó, mang mấy chú bé đó lượm nó từ đầu làng cuối phố về, chuốc rượu cho nó say rồi đem tấn trên đầu một đứa bên này một đứa bên kia, đứa đi dưới chân đứa, thế rồi hắn bắt bùa bắt chú rồi hắn nằm dài giữa cái đám con nít kia, tức là có chân mạng đế vương đó. Thế rồi cái vị thần mặc giáp vàng kia đem yểm thần bài từ trên không liên xuống cái dưới này, nào rồng nè, nào sư tử nè, nào cọp, tức là những tài tướng xây dựng đế nghiệp của nhà Hán đều là rồng sư tử hiện thân á, nó giương móng vuốt lên nó đỡ yểm thần bài rớt xuống không được. Các vị thấy là phép tiên gần đó là cùng phải không? Bây giờ nó đâu cần, nó ở đây nó bấm máy cái đại bác 105 ly thôi là nổ là tan xác, đừng có nói cái tên nào có chân mạng thiên tử đế vương gì mà né được đại bác, né được trọng pháo phải không? Và nó bấm ở đây cọc cọc trên máy vi tính thôi, nó điều khiển chiếc máy bay không người lái có thể chụp hình, ngoại tầng không gian 3 4 cái vệ tinh nó đang gọi ống kính xuống đây. Thưa các vị, là nó điều khiển, nó nổi là xe của các vị vừa đến ngay ngã tư thì nó hiện đến ngay ngã tư liền. Các vị biết rằng cả 1 triệu chiếc xe trên hành tinh này không xê dịch sai 50 phân ngang, nửa thước đó. Rất đúng. Thế thì các vị hình dung rằng mình đang sống giữa thời đại này là thời đại chi vậy? Hơn những vị tiên ngày xưa phải luyện đạo trên núi mất mấy mươi năm mới có được chút thần thông. Các vị đâu cần luyện đạo, bấm cọc 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 trong máy, nào dài nào dép, nào là máy sưởi, nào là áo, nào là thức ăn nó chạy về nhà. Thế thì thời đại này là thời đại rõ ràng là phước lành của các vị ngang với những vị thiên ạ. Chứ các vị địa tiên ngày xưa luyện đạo không bì được nghe. Đó là chuyện vớ vẩn mình kể cho các vị nghe để rồi trở lại cái chữ này. Như Ý Châu là gì? Ngọc ước của thần linh đó. Cầm viên châu này trong tay thì ước cơm có cơm, ước của có của. Ước người hầu kẻ hạ liền có người hầu, gọi là Như Ý Châu. Tần cạn hiểu như vậy. Tần sâu thưa các vị là người thấu được đạo, nắm được pháp hành trì rồi thì như nắm hạt châu này trong tay, có khả năng làm cái chi? Đoạn trừ phiền não trong một tróc tay. Đoạn trừ sạch nghiệp thức của 3 cõi 6 đường trong một tróc tay. Không có cái thứ gì ràng buộc được họ cả. Không có khổ đau, phiền muộn, bất an, ưu tư, sầu thảm gì có khả năng nhận chìm đời sống họ, gọi là Như Ý Châu. Và họ muốn có hạnh phúc thì họ có hạnh phúc liền nghe, bằng pháp hành trì thôi. Cái này rất là thực tiễn chứ không phải là cái chuyện giả vờ hay là cái chuyện mình cố cường điệu để cho các vị
mê Phật pháp mà có bị tu không? Tu đi rồi thấy có một chút công phu hành trì hoặc là hiểu được đạo lý thì các vị thấy là nắm được pháp hành, thì các vị đang có viên như ý châu trong tay. Rất nhiều bậc thầy họ dùng cái từ là có cái pháp thuật chỉ đá hóa vàng, chỉ đá hóa vàng. Họ luyện bùa mà ra đường họ cầm cái viên đá lên thì viên đá thành vàng. Bùa phép đến một độ đó. Nhưng mà nếu bùa chưa đủ sâu dày thì nó có thể trở thành vàng 50 năm thôi. Rồi tùy vào cái mức độ. Công phu tu có thể làm cho cái miếng vàng kia nó kéo dài tuổi thọ tới 100 năm. Mọi người luyện được đạo tới nơi thì nó thành vàng thiệt luôn. Cái này các vị đọc trong Tây Du có nghe. Tề Thiên học đạo với Ngài Tổ sư Bồ Đề, nhưng đích thực nó là Ngài Tu Bồ Đề. Tu Bồ Đề giải thích rằng là ta truyền cho mi cái pháp thuật này có thể chỉ đá hóa vàng. Hỏi chứ vàng thiệt hả? Nó không. Vàng này có thể xài được ít lâu thôi. Nó không thèm. Hỏi chứ mi muốn cái chi? Nó tôi muốn học cái đạo trường sinh bất tử à. Thế rồi Ngài Tu Bồ Đề, Ngài gặp lần thứ hai nói, ta dạy cho mi cái pháp thuật này có thể nhảy lên không biến mất, có thể chui xuống đất, chui xuống biển. Ông hỏi chứ, cái này có trường sinh bất tử không? Tu Bồ Đề nói không. Nói, tôi không thèm, tôi học có thứ trường sinh bất tử. Thế rồi bị gõ đầu ba cái, các vị còn nhớ câu chuyện Tề Thiên. Thế thì cái chuyện như ý châu này thưa các vị, nó màu nhiệm hơn chỉ đá hóa vàng. Tại vì cái pháp hành trì của các vị có thể chỉ phiền não thì phiền não trở thành an lạc nhé. Có khả năng làm cho mọi bức xúc, mọi bất an, mọi sầu thảm nơi tâm thức của các vị. Điều thứ nhất là nó tan thành khói mây. Điều thứ hai, ngay trong khổ đau, ngay trong lò lửa của đời sống bình thường này, ta có thể sống rất an nhàn hạnh phúc. Cho nên cái pháp thuật của nó là chỉ đá hóa vàng. Ngay trong một thân sinh tử này thấu ngộ được thì thấy cái bản chất Phật, thấy cái năng lực tâm vô sinh, tấm trường viễn kiếp vượt khỏi ba cõi sáu đường, cho nên gọi là như ý châu. Câu cuối thì bảo rằng là người người tin nhận điều tương ứng là chi, hàm nghĩa rằng là không phải kén chọn chi ai cả, không phải anh có cái tướng đặc thù gì hơn người cực kỳ thông minh chi cả. Anh hiểu được điều này, có niềm tin với điều này thì anh thành đạt được tự thân an lạc giải thoát, tự anh nắm được cái hạt châu như ý, anh tương ứng với mười phương ba đời chư Như Lai đã từng chứng nghiệm. Đó là bốn câu Ngài Quyền Giác Ngài xác chứng trình độ tu chứng của Ngài. Khi Ngài thấy Ngài sống được thì tương ứng với mười phương chư Phật, và chúng ta cũng có khả năng như vậy, không thua thiệt gì cả. Thế là mình đi vô từng phần phần thứ nhất, pháp trung vương tối cao thắng, nguyên câu chữ Hán hằng xa Như Lai đồng cộng chứng. Cái điều đầu tiên mình nói về pháp trung vương nha, người ta dịch là vua trong các pháp. Và khi nói đến Đức Thế Tôn thì người ta dùng cái từ chi? Tam thân, tứ trí, ngũ nhãn, lục thông. Tam thân, tứ trí, ngũ nhãn, lục thông, tứ vô ngại biện. Rồi tứ vô sở quý. Và thập bát bất cộng pháp. Thưa các vị, nếu mà liệt kê cho đủ thì nó còn nhiều hơn cái điều này. Tức là những pháp số nói lên cái công năng, đức hạnh và sở chứng của Ngài. Tam thân gồm có pháp thân, hóa thân và báo thân. Thế nào là pháp thân? Thưa các vị, tự thể niết bàn không sinh không diệt, vốn tịch lặng hiện tiền, gọi là pháp thân. Hóa thân là gì? Thưa các vị, đó là một thân vô hình nhưng mà do phước báo tạo thành, cho nên có thể hiện ra để giáo hóa các vị Bồ Tát thiện thần, cho nên gọi là báo thân. Thế nào là báo thân? Tức là sinh thân còn gọi là nhục thân, Ngài hiện xuống thành Ca Tỳ La Vệ, có cái tên là Sĩ Đạt Ta, đó gọi là báo thân.
Thế rồi từ cái điều tam thân của Phật giải thích lại thân của các vị có ba thân như vậy nghe. Chứ đừng nghĩ rằng ta là phàm phu mà không có ba thân này. Sinh thân thì chúng ta đều có. Sinh ở nước Việt Nam, họ Nguyễn, họ Trần, họ Lê, họ Chi đó. Có lý lịch đàng hoàng, có bố và mẹ đàng hoàng. Đây là một hiện thân giữa cuộc đời. Như Đức Thế Tôn đã từng hiện thân ở thành Ca Tỳ La Vệ. Thế rồi, Ngài có báo thân của Ngài là do tu hà sa kiết phước đức đủ đầy, cho nên trong một đời Ngài hiện thân, thân tướng đoan nghiêm có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Người ta nói thế. Thưa các vị, cứ mỗi 100 năm của đời người thì cái sự phát triển của hình thể nó có những thay đổi nhất định nghe. Nó có sự tiến bộ nhất định. Ta hình dung rằng não bộ của con người cách đây 26 thế kỷ so với hệ thống não của chúng ta bây giờ nó khác nhau, nó phát triển rất là lạ kỳ lắm. Thậm chí cái loài vi sinh vật bé nhỏ, con vi trùng trong cơ thể các vị thôi mà nó cũng biến hóa từng chu kỳ sinh diệt một nghe. Nó có khả năng đề kháng được tất cả những loại thuốc kháng sinh của các vị. Cứ mỗi một lần mà ta chế ra một loại thuốc gì đó để diệt khuẩn thì một lần nó lại thích ứng để nó phát triển. Thế thì mình hình dung rằng là cái cơ thể Đức Thế Tôn trong quá khứ, nếu Ngài còn có mặt tới hôm nay mà đứng đây đối diện với nhau thì chưa chắc ai hơn Ngài. Điều này đừng tưởng là chuyện đùa, thưa các vị, nó là sự thật như vậy. Hôm qua mình đã thưa với các vị rằng là người ta làm lại cái hình Chúa Kitô đó, nương theo cái xương sọ cách đây 2.000 năm người ta chế tác lại theo như cái sự di truyền nhất định của người Trung Đông thời bấy giờ. Thưa các vị, là hình ảnh Chúa Kitô không có đẹp gì cả, không có giống như Chúa Kitô các nhà thờ người ta thờ nghe. Thế là từ đó ta nhìn lại, thưa các vị, rõ ràng là sinh thân của các vị hiện tại đây, chúng ta mỗi người đều có đây, chưa chắc gì khác biệt với Đức Thế Tôn. 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp đó là những điều trong kinh văn mô tả, chứ còn thực tế thì chúng ta nên quan điểm rằng là Thế Tôn có phước báo nhất định hơn người đương thời, như thế nọ, như thế kia. Nhưng mà ta cũng có phước báo nhất định của ta, chứ chưa chắc gì là ta thua thiệt hơn Đức Thế Tôn. Sinh ra giữa trần đời này, không có bị tật ách, không có bị câm, không có bị ngọng, không có bị què hoặc, không có bị trục trặc về thần kinh, là các vị đủ phước ngang với chư thiên rồi nghe. Có mắt sáng, có tay tỏ tường, có tay chân hoàn thiện, và ngần tuổi này vẫn còn khỏe mạnh thì các vị hãy tin rằng là phước của mình vô cùng lớn á. Thế rồi tầng pháp thân là tầng chi? Tâm vô sinh bất diệt của các vị đang có nơi hình hài sinh diệt này gọi là pháp thân nghe. Từ cái tâm vô sinh bất diệt này nó làm cái nền để cho báo thân hóa hiện ra. Tại vì không có cái tâm vô sinh bất diệt, cái trạng thái tâm tịch nhiên đó, thì không có cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương, không có cái thiện, cái ác nào khởi lên trong đó cả. Mình thử hình dung rằng là cái trạng thái tâm nó vô cùng lành thiện. Cái nhân cách của mình nó vô cùng đẹp đẽ, cao quý. Nó hiện ra từ đâu vậy? Nó là cái hữu hình thân cảm thọ sinh diệt, nó hiện ra từ cái tầng tâm phi sinh diệt. Thế thì cái pháp thân của các vị giống như mười phương pháp thân của chư Như Lai không khác gì cả. Thế thì tam thân ta có, tứ trí ta cũng có điều ta không sử dụng được đó thôi. Tứ trí là cái gì vậy? Thưa các vị, tám thức khi tu tập thành được bốn trí nghe. Đó là diệu quan sát trí, bình đẳng tánh trí, đại viên cảnh trí và thành sở tác trí. Giải thích ba cái này mất thì giờ quá ha. Đầu tiên là thành sở tác nè, thứ hai là diệu quan sát nè, thứ ba là bình đẳng nè, thứ tư là đại viên cảnh. Cái này của Phật ha, nó có sự khác biệt như thế này. Thưa các vị, ta có đại viên cảnh trí, đó là pháp thân Như Lai ở trong tự tâm ta. Thế nhưng có sự khác biệt, đó là pháp thân Như Lai thành tựu được đại viên cảnh trí do vì cái năng lực tâm nó đơn thuần chỉ là trạng thái nhận biết chiếu sáng mà không có cái nội dung của suy nghĩ, không có nội dung của buồn, vui, hờn, giận, ghét, thương.
Nó chỉ rực sáng là một, phản chiếu trực tiếp đối với những đối tượng đang hiện trước nó. Cho nên gọi nó là đại viên cảnh trí. Tức là cái tâm Phật bất động đang sử dụng được gọi là đại viên cảnh trí. Rồi mình dùng cái ví dụ này dễ hiểu. Ví dụ như cái đại viên cảnh trí ta đang có, thế nhưng mà ta đối diện trước một người thì ta không có làm được cái công việc là một mặt kính phản chiếu hình ảnh, mà ta làm cái công việc chi? Ta làm cái công việc của máy chụp hình nha, chụp hình lưu lại. Thế thì điều thứ nhất nó là mờ đục cái năng lực tâm sáng chói của ta. Điều thứ hai, đại viên cảnh trí của Phật tức là nhìn và chỉ phản chiếu hình ảnh cái đối tượng đang hiện bóng ở trong mảnh gương mà thôi. Còn chúng ta nhìn thì chúng ta làm cái chi? Khởi ý thức thầm thì phê bình, phân biệt, so sánh, lầm rầm. Tức là ngay thiền sư hay là ngay thánh với phàm nó đã khác biệt chỗ này nghe. Mình nhìn một vòng bao nhiêu con người không biết, nhưng mà tâm thức mình nó luôn an trú trong cái trạng thái vô niệm. Nhận biết nhưng mà không phân biệt nè, không phê bình nè, không phán xét nè. Lặng hết những điều này thì cái gì có mặt? Không buồn, không ghét, không thương, nhìn mọi người bình đẳng, phải không? Còn nếu tôi nhìn tôi thấy ở đây nè, tôi biết có người giàu lắm nè, thế thì tôi làm chi? Cũng tìm được cách để lấy lòng và mượn tiền, có phải vậy không? Còn tôi nhìn mọi người bằng con mắt bình đẳng mà tôi không thấy ai là người thân, ai là người không thân, ai là người đã từng có ơn với tôi và ai là người không từng có ơn, ai là người giàu, ai là nghèo, thế thì tôi liền tức khắc trở thành ông thầy tu rất ư là dễ chịu, có một chút đức hạnh này nghe. Nhìn người như vậy là có đức hạnh. Tại sao vậy? Không phân biệt, đối xử bình đẳng như nhau. Và thưa các vị, như vậy thì rõ ràng có phẩm chất đạo hạnh của ông thầy tu rồi đó. Còn nếu các vị xử sự một cách rất ư là phân biệt, thế thì mình đon đã mời gọi và rất là xung xe đối với người giàu, đối với người nghèo thì không nhìn người ta nửa con mắt, thế thì rõ ràng là ngay cái bước căn bản nhất là một thầy tu kém đức hạnh rồi. Thế thì khi có cái nhìn phân biệt thì liền có cái chi? Có ghét, có thương, có chi nữa? Có yêu mến và có xa lánh. Do vậy cho nên cách cư xử đó nó làm cho đời sống mình hay là đời sống một người tu giảm giá trị đi. Mà nếu người đời nhìn như vậy thì cũng giảm giá trị đi, mất đi cái sự cao quý của đời sống giữa trần đời rồi. Thế thì thưa các vị, Phật có năng lực như ta, cũng từ cái năng lực tâm đại viên cảnh này, như cái mảnh kính tròn sáng này, nó chỉ làm một việc đó là phản chiếu lại những hình ảnh hiện ra thôi. Còn ta thì ta làm một việc đó là không chỉ phản chiếu không, mà ta làm cái chi? Nhìn là so sánh, nhìn là phê bình, nhìn là phán xét, nhìn là thương, là ghét, là yêu mến, hoặc là căm thù. Do vậy cho nên khi xử sự với đời, ta xử sự trong cái vòng rất là lẩn quẩn. Khi mình thương á, thì có gì phát sinh? Muốn sở đắc người đó về làm của mình. Khi mình ghét thì có gì phát sinh? Muốn đuổi người đó, muốn trốn chạy, muốn né tránh. Và nếu các vị thương ghét người hàng xóm thì còn tha được nghe. Còn nếu các vị ghét người cùng ở một nhà với các vị thì các vị làm sao mà sống? Đi vô đi ra gặp. Sáng đi làm thì né được, nhưng mà về rồi chẳng lẽ không về nhà? Thế thì các vị làm sao? Chỉ có nước chết mà thôi. Thế thì thưa các vị, rõ ràng rằng là trong đời sống bình thường thôi, các vị sử dụng được một phần đại viên cảnh trí thì các vị đã có an lạc hạnh phúc rồi. Trong khi cái này là cái ta có sẵn mà ta không chịu sử dụng, cho nên Đức Thế Tôn có luôn bốn phần này. Và cái phần này được gọi là từ trong tàng thức. Nếu nó sạch nhãn hết những hạt giống thì nó thành đại viên cảnh trí. Còn tàng thức của ta thì ta chứa rất nhiều hạt giống nghe. Nhìn là mọi cái hồ sơ lưu trữ của ta về người kia liền xuất hiện. Mình có những cái ví dụ là cảnh sát FBI đó, hay là cảnh sát công lộ đó, nó chỉ cần cầm cái bằng lái xe của anh, nó kéo ngang cái máy thì bao nhiêu lần phạm luật giao thông liền hiện ra. Chậm hơn ta nhiều, ta nhìn một cái là bao nhiêu ký ức buồn giận về người kia liền hiện ra, chẳng cần kéo đi đâu cả, nhìn là hiện ra hết. Nói theo ngôn ngữ rất đời thường là ngầu hơn cảnh sát đấy, khiếp hơn cảnh sát đấy.
Đại viên canh trí, tại vì nó chứa tràn đầy những hạt giống. Mà hạt giống vui thì ít nghe, hạt giống buồn, hạt giống giận, hạt giống căm ghét thì lại nhiều. Mà cái tội nghiệp chúng ta là ta lại nuôi cái hạt giống đó, mà hạt giống hạnh phúc thì ta không nuôi. Đa phần đời sống chúng ta, ta chứa trong đây hạnh phúc không là bao nhiêu cả, niềm vui rất ít, mà những cái bất hạnh thì ta chứa rất đầy. Cái điều này là một lẽ thật chứ không phải mình cố tình vu khống các vị nghe. Hãy nhìn lại lòng mình để kiểm soát coi là cái niềm vui ta nhớ được bao nhiêu. Chẳng là bao nhiêu cả, hai ba lần gì đó là chấm hết. Một lần thi đậu, một lần ôm bó bông lên xe hoa, rồi hai, dường như hết rồi. Lần thứ ba không dám nghĩ tới, lần thứ ba thì người ta chất bông qua trên người của mình, đẩy mình vô lò thiêu á, lần đó thì sợ lắm. Còn buồn thì, thưa các vị, mời là nó nhớ cuồn cuộn, nó tràn về, không có giấy viết nào hiện ra cả. Cho nên cùng có một đại viên cảnh trí như nhau, thế nhưng mà đại viên cảnh trí ta thì cái kính nó mờ đục, nó không có phản chiếu và nó chứa đầy những cái ký ức buồn vui để phê phán, để giận dữ, để buồn, để ghét, để căm hận con người và cuộc đời. Khác biệt do vì cái nội dung thôi, còn cái phẩm chất thì giống như nhau nghe. Bình đẳng tánh trí là chi? Thưa các vị, với Đức Thế Tôn thì cái chấp ngã này không còn, còn với ta thì thưa các vị, cái chấp ngã nó có mặt không phải trong đời sống bình thường, mà nó có mặt ở đâu? Trong tất cả những cái sở hữu mà mình có nghe. Sở hữu ta là cái nhà, cái xe, thậm chí đôi giày ta bỏ ra, ta cũng chấp ngã, đôi giày này của tôi à. Tôi tuy bỏ ra nhưng mà đó là của người thân tôi tặng cho tôi, cho nên là dù nó rách nhưng mà tôi vẫn để đó đó, không được đụng à, không được ném đi à. Thưa các vị, cái chuyện này có thực hay là chuyện mình dùng cái cách này để thêm mắm dặm muối? Không, có thiệt mà mình chứng nghiệm trên lọc quyển thôi mình mới nói điều này nghe. Mình đi vô đi ra, mình luôn quét cái cửa thế này, tại vì cái chỗ đó nó rất là dơ, mà mình thì có cái thói cũng xấu nữa, đó là mình không chịu đựng được những cái đôi dép mà bỏ nó mất trật tự. Mà các thầy nhà ta thì thưa các vị, một ông 4 5 đôi chứ đâu phải một đôi, mình không biết mua làm chi mà nhiều vậy. Một đôi mình mang 10 năm chưa bao giờ mình thay. Còn các thầy thì mình thấy đôi này vứt qua, đôi kia vứt về, và có một đôi dép mình rất là ghét mà không biết làm sao bỏ, tại vì nó rách dán băng keo 2 3 lớp. Mình kêu mấy thầy nữa, này này thầy nói với cái ông già kia, ông già người Mỹ, nói với ông là bỏ đôi dép này đi, tôi mua cho đôi dép mới. Ông kia lại nói, thầy à thầy, đôi dép này nó làm ô uế, nó làm dơ, nó làm xấu, mà nó ngổn ngang thầy không mang, thôi để tôi vứt. Không à, của con tôi nó mua đó, có điều không? Rồi dân Mỹ mà còn vậy thưa các vị, mới lạ chứ, mình rất là ngạc nhiên. Thế thì thưa các vị, cái chấp ngã của các vị nó không chỉ có chấp ngã thân thôi nghe, mà chấp ngã những loại vật chất không có hồn nó cũng chấp ngã. Đó là ta chứ không phải của ta đó. Đụng tới là mắt đổ mắt, răng đổ răng đó. Liệu hồn đó, đừng có đụng tới. Thế rồi, cái chấp ngã nặng nề hơn là những cái thứ sở hữu mà có linh hồn mới khốn đốn nữa nghe. Sở hữu linh hồn là chi? Chồng của tôi, vợ của tôi, con của tôi, vân vân. Cái thứ đó nó có linh hồn mà. Cho nên, thưa các vị, không cần trêu các vị làm chi. Trêu ông chồng các vị cũng nổi khùng điên được. Không cần chê các vị, chê con các vị thôi là các vị nổi sung thiên rồi. Con nhà ai mà nó sốt đuôi sốt điên, nó khờ khờ như thế này, bố mẹ nó không biết ra làm sao. Và thưa các vị, họ vô tình đâu biết đó là con của mình. Thế nhưng mình nghe được cái lời, mình hứa với lòng rằng là đừng hòng ta làm thân với người này dám mất công. Một đời này sống để buồn thác đem theo, nhất định là không bao giờ tha thứ cái chuyện nó chê con mình. Thưa các vị, thế thì cái chấp ngã đối với Đức Thế Tôn thì ngã pháp đều sạch, nhưng mà đối với ta thì những cái sở hữu của ta cũng là ngã nữa, cũng là ta chứ không phải của ta. Hình hài người kia cũng là ta nghe. Rồi hình hài này thì thưa các vị, cái chấp chặt đến độ nào các vị biết không? Trả hình này về cho các bụi, nó nằm nó hôi hám đó, nhưng mà có khi thần thức các vị không chịu rời. Cái chuyện này nó không phải chỉ xảy ra trong cái luận lý đời thường, mà trong quá khứ đệ tử Đức Thế Tôn cũng chấp trước như vậy nghe. Các vị nhớ rằng là trong pháp chế Như Lai có một cái chuyện quân tăng đó,
Mình giải thích một chút để nói về cái chấp ngã. Thường thường, chư tỳ kheo trong quá khứ thì sở hữu tài sản chỉ có ba y và bình bát. Thế rồi có một thầy tỳ kheo chưa chứng thánh quả, và chưa chứng thánh quả thì chấp trước về ngã và pháp vẫn còn nguyên. Và thưa các vị, chư tăng ngày xưa sống được sống kham khổ lắm, cho nên phải một năm mới có cơ hội đổi cái pháp y một lần nghe, chứ không phải là bây giờ bỏ tiền ra cái mua bộ đồ mới được. Thế rồi pháp y người ta cúng dường đàng hoàng đâu đấy, đợi tới ngày giải chế an cư mới được thay cái y cũ khoác y mới. Thế rồi chưa tới ngày giải chế an cư, ngã cái đùi chết mất. Thế rồi theo pháp chế Như Lai là khi vị tăng kia chết thì tài sản vị tăng kia gần có ba y một bát, còn tốt thì phải đem chia cho đại tăng, ông nào thiếu có quyền lấy. Thế rồi chuẩn bị đem cái y mới của ông kia ra chia. Cái Thế Tôn kêu A Nan nó xuống nói với các thầy tỳ kheo là 7 ngày sau mới được đem cái của thầy kia ra chia. Sau đó thì chư tăng rất ngạc nhiên là bạch Thế Tôn, ngài có một pháp chế rằng là tài sản chư tỳ kheo là của chung, người nào đã khuất rồi thì y nè, bát nè, đãi lọc nước nè, giao cạo tóc được quyền chia, mà tại sao cái vị tỳ kheo này phải đợi tới 7 ngày? Thế Tôn nói các ông không biết, tại vì ông chưa có thiên nhãn. Cái vị tỳ kheo này do gì mê bộ y quá cho nên chết rồi, mà không có chịu tái sinh, không chịu thọ thân mới. Ông làm cái con rệp ở trong cái bộ y đó đó. Khi các ông vừa bưng cái y lên thì các ông có biết rằng là cái con rệp kia nó la như thế nào không? Bớ làng xóm ơi coi nè, mấy cái tên ăn cướp này nó định lấy y của tôi nè, trời đất quỷ thần ơi chúng đây mà coi, vân vân, tức là nó la còn hơn giặc vậy. Do vậy cho nên ta kêu chư tỳ kheo hãy đợi đến 7 ngày sau là sự cố như vậy. Thế thì thưa các vị, không phải chúng ta nghe, thậm chí có nhiều người khi chết rồi để cho xác sình thối lên, rồi nào là giòi nó bò từ lỗ mũi bò ra. Thế Tôn nói các ông có biết những con giòi to như vậy đó từ đâu không? Các thầy tỳ kheo nói dạ chúng con không biết. Thế Tôn nói là thần thức của cái con người này, họ vô cùng yêu mến cái hình hài hôi hám của họ. Bình thường họ rất là trọng thị cái mặt của họ, họ cứ xăm soi nó hoài, cho nên tới cuối cùng chết rồi không chịu đi, làm cái con gì bò tới bò lui trên mặt. Sợ đi là vừa nghe. Có dành thì giờ chăm chút cái mặt của mình thì cũng vừa phải thôi, đừng có quá yêu mến nó. Các vị đọc ở trong tiểu bộ kinh nó có, chứ không phải mình dựng chuyện đâu nghe. Rất là nhiều câu chuyện vậy. Thế rồi điều chúng ta thưa với nhau ở đây là thế này: đối với cái sự chấp ngã về bao nhiêu của cải vật chất bên ngoài, xả ly không phải dễ. Điều thứ hai, xả ly của cải vô hồn thì dễ, nhưng mà xả ly cái của cải có linh hồn, có sự sống, có cảm xúc thì không dễ nghe. Các vị có thể nhìn cái điều này thấy ngay, có thể ta ghét ông chồng, ghét bà vợ, nhưng mà con ta thì đừng hòng có bao giờ không. Dù nó hư hỏng cái độ nào đi nữa, ta luôn gắn liền đời mình và con của mình. Với các ông thì dường như chuyện này nó nhẹ, nhưng với các bà thì dường như không phải, nặng lắm. Tại vì đứa con là tác phẩm của bà. Các vị hình dung điều này, các vị thấy là chấp trước về ngã, sở hữu ngã rất là nặng. Nếu mình tu phất phơ, thưa các vị, không có cách chi đoạn trừ được. Không có cách chi đoạn trừ những cái sở hữu của ngã bên ngoài. Đừng nói là các vị không chấp trước cái thân này là ta. Thế rồi khi đạt đến cái ngưỡng cửa rằng là coi thân này không phải là ta, chán nó quá. Tới lúc 70, 80 rồi các vị nhìn hình hài các vị rồi, các vị thấy chán ngấy à. Hồi trẻ thì mình thấy nó dễ thương ra làm sao, tới chừng già mà nhìn nó thì thấy mà gớm. Thế thì lúc đó, thưa các vị, chán cái hình hài, nhưng mà cái chấp ngã nó lại đi vào chiều sâu, nó chấp cái chi? Buồn vui là tôi, nghĩ suy là tôi, tư duy là tôi. Do vậy cho nên vừa mất hình hài là liền đồng nhất vào những thứ ấy để chui vào một cái đại gia kế tiếp, kiếm một hình hài mới. Cái dòng nghiệp nó thay vòng như vậy thôi à. Đây là điều đầu tiên nhé. Cho nên ta có tam thân, có tứ trí, mình giải thích chút thôi. Thế nhưng mà ta lại không sử dụng được cái bình đẳng tánh trí, tức là cái khả năng vô chấp về thân như Đức Thế Tôn.
Thì nói chi đến cái chuyện là ý thức của ta, diệu quan sát trí là ý thức nó chuyển thành nghe, nó trở thành bén nhạy, trở thành mẫn tuệ, trở thành cực kỳ thông minh. Không thể có chuyện đó được. Tại vì bên trong này nó còn tràn đầy những hạt giống buồn giận ghét thương, nó tràn đầy những cái chấp trước của các vị về ngã, về ta, về tôi, về người thân của tôi. Thế thì cái năng lực tâm thức của các vị không có khả năng bén nhạy để nhìn thì thấu suốt cả hà sa thế giới là như vậy. Trong khi mình đủ phẩm chất như Phật. Tóm lại, khi người ta nói đến Đấng Pháp Vương thì có đủ những phần này. Có tam thân, có tứ trí, có ngũ nhãn, có lục thông, có tứ vô ngại biện tài, có tứ vô sở quý và thập bát bất cộng pháp. Sẽ có cơ hội mình giải thích những cái từ này để cho các vị đi vô những cái từ ngữ Phật học. Nhưng mà thập bát bất cộng pháp này nó có nhiều điều rất là hay. Ví dụ như có một vài từ mình nhớ là 18 pháp không giống như nhân gian. Cái cách xử sự Đức Thế Tôn là thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp tùy trí huệ hành. Cái từ nó dài dòng, nhưng mà thân nghiệp của Đức Thế Tôn, khẩu nghiệp Đức Thế Tôn và ý thức Đức Thế Tôn không phải sinh ra từ phiền não, mà nó trên cái nền của trí tuệ phát triển và vận động. Cho nên gọi là thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp tùy trí huệ hành là vậy. Ngài vận dụng thân Ngài, vận dụng nói năng, vận dụng sự suy nghĩ đều từ cái nguồn của từ bi và trí tuệ. Còn chúng ta vận dụng thì nó từ cái nguồn chi? Cái nguồn của tham sân si, đúng rồi. Cái nguồn của phiền não, của nghiệp chướng. Trên cái nền đó mình vận hành thôi. Còn Thế Tôn thì trên cái nền của từ bi, của bình đẳng, của trí tuệ vận hành. Khác biệt vậy. Mà 18 cái tính cách rất là đặc thù. Thập bát bất cộng pháp, ta có thể dịch là 18 cái tính cách rất đặc thù của Đức Thế Tôn. Và những yếu tố này đã tạo thành một cái con người gọi là Pháp Vương đây, Đức Thế Tôn đây. Đó là tầng thứ nhất mình giải thích bậc vua trong các pháp. Thứ hai, ta nói cụ thể về cái vị hoàng đế không ai này. Người ta dùng cái từ rất ư là trần thế, cũng rất là văn học, đó là Thế Tôn là một vị hoàng đế không có ngai nhé. Rồi thế nào là hoàng đế có ngai? Có vùng đất để cai trị, có triều đình để quản lý, có thần dân tuân phục, có binh lính và có tam cung lục viện, vân vân. Tức là có đủ những cái yếu tố để làm một vị hoàng đế ở triều đình. Như nhân gian thì gọi nó là hoàng đế có ngai, hoàng đế bình thường. Mình phân cái tầng này ra để cho các vị có một cái nhận diện. Trong những vị hoàng đế này thì người ta chia ra là hai loại. Một loại là ác vương, hai là hiền vương hay là thánh vương. Và người ta cũng gọi một cái từ khác là chuyển luân thánh vương nữa. Mình mới đọc một cái thông tin rất là hay, mình kể cho các bạn nghe. Có một cái tạp chí bên Pháp, nó dùng một cái từ mà mình nghe mình rất là kinh ngạc. Nó dùng cái từ là những thiên tài. Những thiên tài của cái ác. Một cái tạp chí lịch sử của Pháp, cái trang đầu của nó để cái dòng chữ như thế này: những thiên tài của cái ác. Và nó chụp hình ba người cận đại của hành tinh chúng ta nghe. Các vị biết ba tên ấy là ai không? Hitler là một. Ai nữa? Stalin là hai. Thưa các vị, đây là những thiên tài chế tác ra những cái hiểm họa vô cùng to lớn. Và nói đến những tên này, bây giờ hành tinh còn run sợ nghe. Tôi hình dung rằng là 9 triệu người chết dưới bàn tay của Stalin. Và 7 triệu người Ba Lan cũng cùng chung số phận do những cái sắc lệnh của Stalin cộng với cái tên lãnh đạo của đất nước Ba Lan mà triệt tiêu dân chúng. Và Hitler thì ta nhớ rằng là 6 triệu người Do Thái bị hủy diệt trong bàn tay của Hitler thôi. Thế rồi, hai tên đó đành rằng là cái loại thiên tài về cái ác, chế tác ra rất là nhiều những cái loại diệt chủng, giết con người. Thế nhưng mà so với Mao Trạch Đông thì chưa nghĩa lý chi. 40 triệu người Trung Hoa chết trong những chính sách của Mao Trạch Đông ấy.
Và cho tới lúc hắn chết thì hắn chưa bao giờ hối hận về cái dòng sông máu của hắn đã chảy do chính sách của hắn làm đấy. Thì các vị hình dung rằng đây là thiên tài về cái ác. Rồi điều thứ hai, mình nhìn thêm điều này nữa đây các vị thấy, là đối với những người lãnh đạo đất nước Trung Hoa hiện tại, họ vẫn chưa nhìn nhận rằng là Mao Trạch Đông là một tên tội đồ. Tức là cả một đất nước, cả một cơ chế chính trị, người ta tôn vinh cái ác làm điểm tựa, làm nền tảng cho cái con đường phát triển đất nước và chính trị của người ta. Và thưa đại chúng, mình nói điều này để thấy rằng là chừng như là chưa ai có thể bì được với những cái cơ chế độc tài của Cộng sản nghe. Chưa có một cái cơ chế nào. Dường như là gần đây chỉ có cơ chế cuồng tín của mấy anh chàng ISIS thì mới bị được. Nó cuồng tín về tôn giáo, còn này thì cuồng tín về ý thức chính trị. Và người ta tính chung từ ngày Cộng sản có mặt cho tới hôm nay thì đã khoảng 100 triệu con người trên hành tinh này chết dưới bàn tay của cơ chế Cộng sản. Tính tổng số hết. Những cái cuộc thanh trừng nội bộ, những cái cuộc đại cách mạng nhảy giọt, đại cách mạng văn hóa của Trung Hoa. Và có một lần năm 1954 hay là năm mấy tôi không nhớ, là Mao Trạch Đông tuyên bố rằng nếu cần phải hy sinh 300 triệu người Trung Hoa để đánh Mỹ thì cuối cùng ta vẫn thắng, tại vì Mỹ nó chỉ có 300 triệu thôi, ta chết 300 triệu thì về, nhưng mà dân số ta quá đông cho nên 300 triệu người chết ta vẫn còn thắng. Thì các vị hình dung rằng là với quan niệm như thế này, lịch sử chưa từng có một con người như thế. Hắn cộng cả cái ác từ Tần Thủy Hoàng cho tới cái sự nghi ngờ ở Tào Tháo để hình thành một cái cơ chế như vậy. Đại hội đảng lần thứ 8, ngày mấy tôi không nhớ, của Đảng Cộng sản Trung Quốc, hắn tuyên bố một cách hỉ hả rằng là so với Tần Thủy Hoàng chôn có 400 mấy chục người nho sinh hữu lậu thì không bì với ta, ta chôn tới 44.000, 44.000, dường như vậy, 44.000. Thì các vị hình dung rằng là những thiên tài của cái ác trong quá khứ, ta gọi là những ác vương, nhưng những ác vương trong quá khứ thì không bì được với những thiên tài trong cái ác của hành tinh chúng ta cận đại nghe. Có ba khuôn mặt nổi bật nhất của thế giới chúng ta. Cho tới bây giờ có những nơi người ta nhìn nhận những sai lầm, những cái ác để họ tránh đi. Ví dụ như Đức là một quốc gia. Họ dám bươi móc hết những cái tầng hồ sơ cũ lại để họ viết về tình trạng Hitler. Stalin thì may mắn thay cái cơ chế họ đổi thay, cho nên họ còn có khả năng dám đối diện thực với cái lịch sử ác độc gây nên thảm họa cho nhân loại. Thế nhưng mà với Mao Trạch Đông thì chưa nghe. Các vị đọc hồ sơ nghe. Mãi bây giờ người ta còn, thưa các vị, vào năm rồi cái ngày sinh nhật của Mao Trạch Đông, hình dung rằng cái tượng Mao Trạch Đông người ta bán, thưa các vị, là vô cùng là ăn khách. Thậm chí người kế tiếp sự nghiệp Mao Trạch Đông cận đại là Tập Cận Bình qua Mỹ này, các vị thấy là mặc cái bộ đồ đại cán của Mao Trạch Đông, nó chế tác à, được cách điệu lại cho đẹp thôi. Thế thì cái tinh thần Mao Trạch Đông vẫn còn trên đất nước mênh mông kia. Thế thì đất nước Việt Nam ta, thưa các vị, không khéo thì mình bị bóp nát trong bàn tay của Trung Quốc. Đây là những điều nó liên hệ. Làm bộ nói vớ vẩn cho nó mất thì giờ thôi, nhưng mà các vị nên nhớ rằng là ác vương được định nghĩa đó là những con người mang tai họa, những con người mang sự hủy diệt, những con người lấy cái ác làm niềm vui. Thế rồi những vị hiền vương hay là thánh vương hay là chuyển lương thánh vương thì đặt nền tảng trên cái chi? Nền tảng trên nhân luân nghe. Trên yêu mến, hay nói một cái từ rất gần đó là trên cái nền tảng dân chủ, trên cái nền tảng hòa bình, trên cái nền tảng nhân văn, chứ không phải trên cái nền tảng độc tài. Trên cái nền tảng khơi mở dân trí, chứ không phải là trên cái nền tảng của đầu độc tâm thức và bóp nghẹt tình trạng là tri thức của con người, không có. Tức là nó đối nghịch hoàn toàn với những cái tình trạng của cái ác, thì gọi là những hiền vương, những thánh chúa có mặt dưới trần đời. Chỉ vậy thôi. Rồi bước thứ ba,
Thưa các vị, là những hoàng đế nhân gian này là những hoàng đế có ngai. Dù cho thánh vương hay ác vương thì cái chuyện gì phát sinh đối với họ? Thưa các vị, cái quy luật thành chủ ngoại không, cái quy luật sinh diệt nó không chừa một ác vương hay thánh vương nào hết. Mọi thứ đều bị nhận chìm trước cái dòng sông vô thường. Nhiều lắm là chúng ta chỉ còn lại vài trang lịch sử. Nhiều lắm là chúng ta chỉ còn vài trang tổng kết về cái ác của những vị thiên tài về giết người thế này. Nhiều lắm là chúng ta có được vài trang lịch sử để tri ân các người trong quá khứ, những vị hoàng đế dựng nên các quốc gia hùng cường. Thế nhưng mà mọi việc, thưa các vị, nó giống như là trên sa mạc, một trận bão cát đi ngang qua phủ hết, không có gì còn lại cả. Về cái lĩnh vực cạn trong cuộc sống đời thường thì mọi lịch sử trên cuộc đời này, nhất là lịch sử chính trị, từng trang sử người ta lật ngang qua vậy. Thậm chí, thưa các vị, thời này người ta còn muốn xóa sạch cái lịch sử Việt Nam từ dựng nước cho tới bây giờ mà họ dẹp cái môn lịch sử nữa. Thì các vị hình dung rằng là mọi thứ giữa trận đời này dường như nó dễ xóa nhòa khi thời gian đi ngang qua. Không có chi còn lại cả. Mình bước lên cái tầng cao thì nó là như vậy, cho nên những vị hoàng đế có ngai, dù hiền thiện hay ác vương chi, nó cũng bị thời gian, không gian xóa mờ. Thế nhưng có điều không thể xóa được ở một cái tầng đạo đức vừa phải, đó là đạo đức là một, văn hóa là hai. Lòng nhân hậu con người cống hiến được cho trần thế thì nó được tôn vinh. Thưa các vị, cơ chế chính trị thì đến rồi đi, nhưng mà cái mặt thâm sâu bên trong cống hiến cho loài người, đó là văn học, nghệ thuật và đạo đức, thì nó không bị xóa nhòa bởi thời gian và không gian. Trong quá khứ nước Việt Nam ta chuộng đạo đức như thế nào thì cái khả năng đạo đức và khả năng văn học nó lây lan ở quốc gia khác. Cái mức độ lây lan của nó, thưa các vị, rộng và bền bỉ hơn là những tư tưởng, những cái hệ tư tưởng chính trị rất là nhiều. Ví dụ như cái hệ tư tưởng dân chủ năm 1789 ở Pháp, nó đi qua nước Mỹ này. Đó là một nền tư tưởng dân chủ, nó đặt trên cái nền tảng của đạo đức, của nhân văn, của sự phát triển, của lòng tin cậy yêu thương. Nó có hai phần hội tụ lại để hình thành cái nền cơ chế chính trị như vậy. Cho nên, thưa các vị, từ 1789 tới hôm nay là 2000 rồi, là mất mấy trăm năm, hơn 200 năm nghe. Thế nhưng mà càng ngày nó càng phát triển, càng lớn mạnh, càng lây lan, và người ta càng ngày càng ngưỡng mộ, là do vì bên trong cái nền cơ chế chính trị ấy, nó có cái chất nhân bản, nó có cái lòng thương yêu, nó có cái sự tiến bộ nhất định của tâm thức người ta đẩy lên. Thì từ cái điều này chúng ta nhìn ra, thưa các vị, lịch sử có thể xóa mờ mọi thứ, nhưng mà đạo đức nó không xóa được. Văn học, nghệ thuật đạt đến cái chiều chân thiện mỹ nó cũng không xóa được nghe. Những tác phẩm thi ca của những nhà thơ, những án văn hay tuyệt vời, nó trải ra từ trái tim nhân hậu, thưa các vị, nó vượt thời gian, vượt không gian. Nó được dịch ra hàng trăm loại ngôn ngữ khác biệt. Điều này có là không có. Thậm chí cái truyện Kiều của Việt Nam mình đọc để thưởng thức thôi, có gì đâu. Thế nhưng mà khi dịch ra tiếng Mỹ, dịch ra tiếng Pháp, người ta đều trầm trồ khen nó là một tác phẩm hay. Tiếc rằng nó là một tác phẩm phóng tác theo một cái mẫu chuyện của Tàu, bằng cái tác phẩm đó là một loại sáng tác thì nó đã lãnh được giải Nobel rồi đó chứ. Nobel văn học rồi đấy. Thế thì mình dẫn những cái ví dụ đó để chứng minh, thưa các vị, một hoàng đế mà có ngai thì, thưa các vị, bị nhận chìm vào các bụi thời gian. Một hoàng đế không ngai ở cái lĩnh vực đạo đức thôi thì, thưa các vị, đã kéo dài cái triều đại của ông qua rất là nhiều tháng năm. Rồi một hoàng đế chứng ngộ, mình chia sẻ ba tầng nha. Thứ nhất là hoàng đế có ngai, thứ hai hoàng đế chứng ngộ, dùng cái từ khác là hoàng đế tâm linh đi, nghe cho nó hoài. Thưa các vị, có năng lực tu, chứng nghiệm được cái tầng tuệ giác sâu xa, thì điều thứ nhất, tuệ giác ấy nó tương ứng với cái chi? Nó có cái nền của từ bi nghe. Trí tuệ và từ bi hợp lại đi, đúc thành một cái con người như là con người Đức Thế Tôn. Cho nên nó hoàn thiện về chân thiện mỹ, tức là một nhân cách hoàn thiện, một cái nguồn tuệ giác có thể giúp người ta chứng nghiệm được tuệ giải thoát.
vượt thoát phiền não khổ đau. Thế cho nên cái mức độ lây lan, cái mức độ sống dai, nó vượt thời gian, vượt không gian, thấm nhuần vào rất là nhiều cái vùng văn hóa khác biệt. Văn hóa Hồi giáo, văn hóa Kitô, văn hóa châu Âu, châu Mỹ hay là châu Phi gì, thưa các vị, nếu có điều kiện nhân duyên đủ đầy thì năng lực chánh pháp của Đức Thế Tôn đều thấm vào từng vùng đất như vậy. Thế cho nên, dù là không cần ngai vàng, dù ấm bát đi sinh, nhưng đích thực là ai nếm được hương vị chánh pháp thì đều ngưỡng vọng Ngài, tôn vinh Ngài. Một hoàng đế đi chân trần và ôm bát đi xin ăn thôi. Thế nhưng mà thưa quý vị, mãi tới hôm nay chưa có ai có một lời hạ thấp giá trị sự có mặt của Đức Thế Tôn cùng với cái dòng tỏa giá của Đức Thế Tôn cống hiến cho trần gian. Thế thì các vị phân định, một hoàng đế thường của xã hội, một hoàng đế đạo đức do vì có khả năng truyền đạt văn hóa nhân bản, đã là có sự khác biệt rồi, thế thì đạt đến cái chiều cao là một vị hoàng đế không ngai, đích thị là một người ngộ được đạo, chứng nghiệm được chân lý, thì cái con đường truyền đạt của các vị ấy, thưa các vị, nó vượt thời gian, vượt không gian, vượt văn hóa vùng miền, vượt luôn cả văn hóa của ý thức hệ chánh trị. Đây là cái nét đặc thù mà chúng ta nên nhận diện hoàng đế trong cái nghĩa đời thường. Thế rồi Pháp Trung Vương Tối Cao Thắng, cái từ này nó rất là quan trọng nhé. Thế nào là Pháp Trung Vương Tối Cao Thắng? Cái từ người ta dùng chỉ cho Pháp Trung Vương đó là siêu tam giới, độc bộ đại phương, vượt ngoài ba cõi, chứng nghiệm pháp thân lòng lộng, không có hạn cuộc ở trong một hành tinh này. Ở mức độ bình thường là thế này, thưa các vị, mình dùng cái ví dụ này thì nó sẽ dễ hiểu cho các vị. Ví dụ như ở một cái mức độ tâm phàm phu của chúng ta mà có sự tu tập, hiểu biết ít nhiều về đạo lý, thì cái việc đầu tiên ta cần làm đó là mình làm cái chi? Mình làm cái chi? Mình quan tâm đến con của mình nè, bố của mình nè, mẹ của mình nè, chồng của mình nè, vợ của mình, có phải không? Trong phạm vi gia đình của mình, ở cái tâm thức mình mà nó đẩy được lên đến chiều cao hơn nữa thì mình ngoài cái việc quan tâm tới gia đình thì mình quan tâm tới những người cùng nói tiếng Việt như mình, cùng da vàng, cùng mũi tẹt như mình. Tức là người Việt Nam với tôi là quan trọng. Nên chuyện này thưa các vị rất tự nhiên thôi. Thế rồi khi người ta chứng nghiệm được tự giác và có được cái lòng từ bi rộng hơn nữa thì họ quan tâm tới ai? Con người, chứ không phải là người đó, người Việt, người Mỹ, người Á, người Âu, chi chi cả. Và điều này các vị nhìn Ngài Đạt Lai Lạt Ma, các vị thấy ông đã từng tuyên bố ông không phải chỉ thường là người Tây Tạng duy trì sắc thái văn hóa Phật giáo Tây Tạng, ông là người của con người trên hành tinh này. Đa phần các vị thầy, các vị đạo sư có được cái trình độ trí tuệ thì cái nhìn của các vị đều rộng như vậy. Họ không phải là chỉ quan tâm tới một cụm đệ tử của họ hoặc một nhóm người Việt ngang với thời của họ đang sống, mà họ quan tâm tới thế hệ tương lai, quan tâm tới dòng chảy văn hóa, rồi quan tâm tới cái con người. Họ nếm hương vị Pháp được thì họ muốn đem cống hiến cho con người, chứ không phải của riêng văn hóa vùng miền gì cả. Họ tự thấy họ là con người, họ cống hiến tuệ giác cho con người thôi, chứ không phải là nước này, nước nọ, nước kia hay là phải dân tộc tôi gì hết. Điều này rất rõ ràng. Thì từ cái điều này các vị suy nghĩ đến, khi chứng nghiệm được tuệ giác rồi thì siêu tam giới, tức là vượt ngoài ba cõi, không phải cống hiến được chánh pháp cho hành tinh này, mà nơi hành tinh nào có điều kiện thuận lợi thì có quyền ghé lại, có quyền hiện thân, là như vậy. Độc bộ đại phương là cái bước đi của Ngài nó rộng tới thập phương giới chứ không phải một giới. Cho nên gọi là Pháp Trung Vương Tối Cao Thắng là như vậy. Câu này cái nghĩa rộng nó là như vậy, nó đạt đến cái ngưỡng cửa như vậy. Hằng xa Như Lai đồng cộng chứng. Chúng ta vừa nói đến Pháp Trung Vương, rồi chúng ta nói cái chi nữa? Pháp Tối Thắng nghe. Điều thứ nhất mình nói về Phật. Điều thứ hai, ta nói về Pháp. Trong cái mức độ cạn, thưa các vị,
Mình cứ nghĩ rằng pháp đó là phải là những phương pháp mà chúng ta đang thực tập. Ví dụ như pháp môn niệm Phật nè, pháp môn tọa thiền nè, pháp môn quán chiếu nè. Và mình phân ra rất là nhiều thể loại, ví dụ như thiền thì có thiền định, thiền quán, thiền chỉ, thiền tuệ, vân vân, giống như là truyền thống thiền tánh không mà các thầy phân tích ra từng cái phần một như vậy. Thế nhưng mà thưa các vị, đi vào tâm tủy của vấn đề thì pháp chỉ có một vị mà thôi, đó là vị giải thoát. Nước biển, dù các vị múc biển bên đây hay múc biển bên kia bờ Thái Bình Dương, ở vùng Bắc Băng Dương hay vùng Nam Băng Dương chi, thì nó đều chỉ có một vị, đó là vị mặn mà thôi. Thế thì pháp của Đức Phật chỉ có một vị là vị giải thoát thôi. Thế thì từ định nghĩa này mình quy chiếu lại thưa các vị, ứng dụng pháp nó hàm một nghĩa rằng là để đoạn trừ phiền não, đoạn trừ chấp trước về ngã thôi, chứ không có cái chi mà hơn điều này cả. Mọi pháp đều quy chiếu về một việc, đó là phá vỡ chấp trước của anh về ngã, về tôi, về ta. Mà trong cái tôi, cái ta thì nó có cái nội hàm là tham, sân, si, có cái vô minh, có cái hờn giận, có cái bất an trong đó. Thế thì pháp nào có khả năng đối trị được ba thứ đó, đối trị và phá vỡ được cái chấp trước của anh, thì gọi đó là vua trong pháp. Nắm một pháp đó hành trì có thể thành tựu được vạn đức. Và thứ hai nữa là nắm được một pháp đó hành trì có thể phá vỡ hết phiền não. Nắm một pháp đó hành trì có thể chứng nghiệm được trí tuệ và ứng dụng ngàn vạn phương tiện để độ sinh, thì gọi đó là vua trong các pháp. Mình lặp lại, vua trong các pháp ngoài chỉ cho Đức Thế Tôn còn chỉ cho một pháp, mà nếu các vị nắm được thì các vị có khả năng vận hành được bánh xe chánh pháp. Hay gần nhất là các vị nắm được thì có khả năng tự mình quyết định về đời sống mình, tự mình làm chủ đời sống mình. Có thể giai đoạn đầu của con đường học Phật pháp thì ta rất cần tựa nương vào vị thầy để mình khai tâm mở trí, thấu được đạt được pháp nghe. Thế rồi khi các vị thấu đạt được pháp rồi thì cái chuyện còn lại là các vị làm chi? Không phải theo ông thầy vũ đuôi hoài nghe. Không phải là cứ nắm áo ông đi tới mình đi tới, ông đi lui mình đi lui. Không có cái chuyện bỏ nhà bỏ cửa chạy tới ở chùa theo ông thầy này ông thầy nọ thì kia, không cần. Tại sao? Thưa các vị, lúc bấy giờ các vị phải là người rất tự chủ về đời sống của các vị. Các vị có quyền nâng đời sống các vị cao ngang tầm với những vị thánh. Thế thì điều đầu tiên là ở nơi nào cũng là đạo tràng, ở nơi nào cũng là điều kiện các vị tu. Các vị là thầy của chính mình chứ không ai là thầy của các vị nữa cả. Tất nhiên nói như vậy không phải là ta kiêu kỳ, ngạo mạn, ta coi thường tăng giới. Ta không phủ phục trước các vị đạo hạnh, chứ không. Mình vẫn kính trọng, vẫn phủ phục, vẫn một bề tôn phụng chánh pháp. Nhưng mà thưa các vị, cái điều vô cùng quan trọng là các vị phải làm chủ cuộc đời của chính các vị, nương với pháp để hành trì, chứ không phải là mình cứ chạy theo đuôi ông thầy biểu ngồi thì ngồi, biểu đứng thì đứng nghe. Không, không cần như vậy. Các vị còn nhớ là một đoạn lịch sử Đức Thế Tôn sau khi chứng Niết Bàn đó, ngài nghĩ rằng là ba đời chư Như Lai đều học pháp để thành tựu, thế thì ta nay chứng được chánh giác, ta nên tôn phụng ai, thờ bậc thầy nào. Thế rồi ngài dùng con mắt tuệ nhãn nhìn từ quá khứ, ngài đã từng đi học với Kalala, Quốc Đầu Lâm Phất vân vân, nhưng mà các vị thầy kia thưa các vị đều không đủ năng lực trí tuệ, đều không phải là vị thầy khai ngộ đạo cho ông. Thế rồi ngài nói chẳng lẽ ta không có nơi đi quy hướng à. Thế rồi ngài chợt nhớ rằng mười phương ba đời chư Như Lai đều tôn phụng pháp, đều nương vào pháp để thành đạt được tuệ giác, thế thì thờ pháp làm thầy. Các vị đọc trong kinh có đoạn này nghe. Thế thì thưa các vị có thể nhìn thấy cái tình trạng Phật giáo suy đồi, nhìn thấy chư tăng đang lâm vô cái tình trạng là cuồng cuộn chạy theo vật chất, hoặc chư tăng đang làm cái công việc coi cái chuyện tu tập như là một cái nghề để sống còn, họ tham lợi, họ tham danh, vân vân. Cái chuyện đó là chuyện của các thầy, nhưng mà cái chuyện chúng ta là học pháp, thấu đạt được pháp, nương vào pháp để hành trì, để chứng nghiệm tuệ giác nơi chính tự thân ta. Và thưa các vị,
Khi các vị hiểu được điều này rồi thì cái tình trạng, cái tệ nạn đạo Phật không còn phát sinh nha. Thế nào là cái tệ nạn sẽ không phát sinh? Điều thứ nhất, mình đến với đạo không phải cảm tính nha. Không phải vì thương thầy này, vì cái miệng ông bôi mỡ cho nên ông nói trơn quá cho nên mình nghe mình thích. Cũng không phải vì cái cách ông xử sự lấy lòng mình là mình mến, mình thương. Cũng không phải nghe ông lừa gạt, ông dụ khỉ gì cả. Mà trên cái nền tảng rất là trí tuệ, rất là chánh tính tam bảo tu tập, cho nên các vị điều thứ nhất là không có tạo thành cái thế giới rất ư là phức tạp như thế giới của người tu hiện tại. Không đến nỗi rằng là mình cắt chùa vô tội vạ. Đành rằng mình thương đạo nhưng mà mình nghĩ rằng là cái công trình xây dựng tam bảo, thưa các vị, càng phân nhiều mảnh đành rằng nó có cái lợi ích nhất định của nó, nhưng mà làm cho tăng đoàn nó rẽ ra thành 100 mảnh khác nhau. Mình tạo cái điều kiện cho sự phân hóa rất là nặng nề. Và điều thứ hai, thưa các vị, có khi mình làm như thế thì cái lợi ích của nó không đến nhiều, nhưng mà cái tai họa của nó đến rất nhiều, là do vì một thầy một chùa sớm với muộn chi thì cái cơ sở kia cũng trở thành của tư hữu của riêng thầy đó. Và chuyện phát sinh thứ hai rất là tội nghiệp là khi thầy đó làm chủ trì một cơ sở thì cái chuyện phải làm đó là thượng vàng hạ cám ông đều phải ra tay hết, không có thì giờ để tọa thiền, công phu, tụng kinh, bái sám. Và nhắc là không có thì giờ thì làm sao có khả năng khai thác được vào cái chiều sâu kho tàng chánh pháp của Như Lai. Không tu là một, không đọc là hai, không học là ba. Thì thưa các vị, đời sống nó bị cái sức mạnh của vật chất trần thế đẩy đi dạt về cái phía kia. Thế thì chúng ta vô hình trung tạo thành cái thế giới của người tu sĩ càng ngày càng mất phẩm chất nha. Rồi mình trách cứ tại sao mấy thầy như vậy không xứng đáng làm đạo đức, làm chỗ nương cho con. Nhưng mà hỏi lại coi, tại sao như vậy? Tại mình 90%. Tại vì có ông thầy nào mang tiền đến đây để cất được cái chùa không? Chưa hề có. Tôi chưa hề nghe ông thầy nào mang của tiền từ Việt Nam qua đây cất chùa cả. Thế thì toàn bộ Già Lam tự viện là do các Phật tử xây dựng cả. Và vô hình trung các vị làm thế này thì đẩy cái tình trạng đạo Phật càng ngày càng suy thoái. Điều thứ hai nó cũng dễ xảy ra nữa là, thưa các vị, có một số các nữ Phật tử rất thích xung xe gần mấy thầy. Điều này là một loại sai lầm khác. Tại sao vậy? Các vị không biết đó, chứ còn mấy ông chồng cũng ghen ghê lắm nha. Đành rằng không có làm cái chi, chỉ có cái việc là gần gũi mấy thầy, tại vì nghe mấy thầy nói năng ngọt ngào dịu dàng, biết chăm sóc các vị, biết lịch sự rồi, chúng ta cảm thấy là dường như là hơi khuây khỏa, được an ủi. Và ta cảm thấy tiếp xúc với những vị thầy dường như rất vô cùng dễ chịu hơn là tiếp xúc với cái của nợ trong nhà ta. Và các vị hình dung rằng là sống với nhau 30 năm rồi, lời ngọt đã nói hết từ trái tim ra từ lâu rồi, bây giờ còn lời nữa đâu nói ngọt. Gặp nhau thì chỉ nói chuyện làm với ăn thôi, chuyện khó khăn của xã hội vân vân. Thế cho nên ta càng ngày càng chán. Và do vậy cho nên thưa các vị, những ông chồng không ưa đạo là như vậy nghe. Đừng nghĩ rằng là do mấy ông ghét mấy ông thầy, thưa không, do các vị tạo thành cái sự việc như vậy. Cũng may là mình đã già rồi, rồi cũng có cái chùa ở, không cần phải xây chùa, cũng có chùa rồi, không cần ai nuôi, cũng có thức ăn rồi. Chứ còn còn trẻ thì tôi cũng phải giống mấy ông thầy kia thôi. Nhưng mà xin nhắc nhau một lời, ở đây chúng ta nói cho nhau nghe về vấn đề này để các vị vô cùng cẩn trọng. Thực ra thì Phật Pháp chưa hề suy thoái. Nếu các vị ngộ được đạo, thấy được Pháp để hành trì, thì tự nhiên là các vị có năng lực trí tuệ là một nè, có khả năng yểm trợ làm cho Phật Pháp chói sáng là hai, có khả năng là giúp cho các thầy để hành đạo được là ba. Còn nếu chúng ta không thấy được Pháp để hành trì, không ngộ được tâm để có thể an trú tu tập, thì thưa các vị, có khi mình dẫn nhau làm cho đạo Phật càng ngày càng suy thoái, rất là tội nghiệp. Không phải dễ dàng gì kiếm một đạo Phật, cũng không phải dễ dàng chi để có cái cơ hội mình có mặt nơi cái vùng đất này để mình đóng góp công sức của mình cho đạo Phật hưng thịnh nghe. Các vị đều có một cái sứ mạng lịch sử chứ không phải là bình thường, là làm cái nhịp cầu nối liền đạo Phật đến với người Tây Phương để cống hiến cho họ.
Mà chúng ta không làm được điều này, tội nghiệp cho sự có mặt của ta, và cũng tội cho người Mỹ vô cùng. Họ đang rất cần đạo Phật. Thiên Chúa giáo, thưa các vị, nó chỉ có một cái phần rất là đẹp đẽ, đó là có thể làm được nhiều công trình từ thiện xã hội, có thể giúp cho chúng ta cải thiện được đời sống bình thường để có được hạnh phúc giữa nhân gian thôi. Cái chiều sâu thâm thẳm để chứng nghiệm được tự giác thành tựu niết bàn, đoạn trừ chấp trước về ngã và pháp, dường như cái điều này nó không xảy ra trong cái niềm tin của Kitô giáo. Trong tín lý Kitô không có điều này nhé. Ví dụ như có thì không có vị linh mục nào khai thác điều này. Cái chiều sâu nhất đó là Chúa có mặt trong anh. Anh nếm thi thể của Chúa, anh nếm máu của Chúa, thì trong anh có cái phẩm chất giác ngộ. Cái tột cùng của Kitô, nếu người ta giải thích bằng cái con đường mượn giáo lý đạo Phật để giải thích, thì thưa các vị, đạt đến cái chiều vô cùng thâm sâu ạ. Anh không phải là một sinh linh tu để ngồi quỳnh chân Chúa, mà anh có khả năng là một vị thần sáng tạo chính đời sống anh. Anh có thể tự biến đổi anh để thành thần linh. Thì thưa các vị, tột cùng giáo lý Kitô đạt đến chỗ này thì tương đồng với những điều Phật dạy. Thế nhưng mà dường như người ta dừng lại ở mức độ niềm tin thôi. Do vậy cho nên chúng ta có mặt nơi đây, thưa các vị, không phải là việc bình thường, mà một sứ mạng lịch sử mang chánh pháp đạo Phật cống hiến cho hành tinh này, cho đất nước này. Điều thứ hai, thưa các vị, một xã hội cái sự tiến bộ nó lên tới trời cao thế này về mặt vật chất, thì cái điều tự nhiên rằng là cái tiến bộ về tâm linh nó cũng phải vận hành theo bên cạnh. Cái xã hội thời Thế Tôn có mặt, thưa các vị, cái sự tiến bộ về vật chất tuy nó không giàu như bây giờ, nhưng mà cái tiến bộ về tri thức vào thời Đức Thế Tôn, thưa các vị, nó phát triển tới rực rỡ. 64 cái thứ đạo có mặt đương thời, và cái khả năng thăm dò vào những cái lĩnh vực dục lạc của trần thế cái thời Thế Tôn tại tiền, thưa các vị, nó không kém gì cái sự hưởng thụ dục lạc của sâu Mỹ nghe. Các vị còn biết rằng là thế giới bây giờ họ khám phá ra dục kinh đó, Kama Sutra đó, cái nền của nó từ Ấn Độ, từ thời Thế Tôn nó có mặt rồi nghe. Thế thì các vị hình dung rằng những cái thứ trò chơi bây giờ người ta bày, thưa các vị, nó đã có từ thời Thế Tôn tại tiền. Thế thì một xã hội nó phát triển vật chất tới một cái độ cao như vậy, thì cái nhu cầu đời sống tâm linh của con người nó cũng vươn tới chiều cao như vậy. Từ cái điều đó nhìn lại xã hội mình đang có mặt, thưa các vị, ta hình dung rằng là nơi đất nước này, cái sự thưởng lãm về vật chất, về dục lạc, chưa có một đất nước nào có thể bì ngang. Thế thì cái nhu cầu đời sống tâm linh nó phát triển cũng không có một nước nào bằng những đất nước đang phát triển như thế này. Đừng nghĩ rằng là nơi những quốc gia gốc gác đạo Phật mà đạo Phật đang phát triển, không hề. Đạo Phật đang phát triển ở vùng đất này. Châu Âu là một, Mỹ Châu là hai. Và từ cái nhìn này, các vị thấy rằng là chúng ta là những người Phật tử, là những người có trách nhiệm, hay là có sứ mạng vô cùng lớn, đó là làm cho đạo Phật bật sáng được nơi đây, chứ không phải là chỉ có một việc mang hình thức đạo Phật đến đây. Từ cái điều này thì chúng ta trở lại cái điều mình thưa với nhau, thưa các vị nếm được pháp hành trì, thấu được cội nguồn của pháp, thì các vị làm được điều này. Các vị ứng dụng pháp vào đời sống của các vị. Các vị ngộ được đạo, thấy được đường đi, các vị sống với đạo. Thế thì các vị làm cho Phật giáo thực sự hương thịnh nơi đây. Các vị đóng góp được năng lực tuệ giác này cho thế hệ con em của các vị. Và ta mới có khả năng làm cho cái dòng chảy chánh pháp còn cuồn cuộn chảy được. Bằng không mà thưa các vị, đạo Phật hay là Phật giáo Việt Nam có mặt nơi đây chẳng qua là một loại dịch vụ thôi nghe. Cung cấp cái chi? Cung cấp cho cầu siêu, cầu an, ma chay, lễ lược, để cho chúng ta an ủi được người thân người ta ra đi, có nơi để thờ tro cốt, có nơi đi gửi tấm ảnh mà thôi, chứ không làm gì hơn được cả. Thế thì uổng vô cùng cho sự có mặt của mình, những thế hệ của người Việt có mặt nơi đây. Đó là điều thứ nhất mình định nghĩa cho các vị biết, là pháp tối thắng là pháp ấy, không phải là những pháp như là pháp cầu siêu, pháp cầu an, pháp sám hối, pháp niệm Phật. Không, pháp tối thắng nó hàm nghĩa rằng là ngộ được
tự bản tâm của các vị vốn là cái thể vô sinh bất diệt, an trú nơi đó hành trì, gọi là ngộ được pháp, an trú trong pháp, hành trì pháp, chứng nghiệm được thể niết bàn, đơn giản vậy thôi. Thế là điều thứ hai mình khai thác ở đây, trước tiên là các vị biết pháp là gì rồi phải không? Thứ hai, pháp này mười phương ba đời chư Như Lai đều chứng nghe, tức là pháp cộng chứng của thập phương chư Như Lai, mười phương chư Phật chứng được pháp này thành Phật, chúng ta thể nghiệm được pháp này, chứng nghiệm được pháp này, tu tập pháp này thì cũng thành Phật nghe. Hãy có niềm tin vững như vậy, chứ đừng nghĩ rằng là cái chuyện này chỉ dành cho các vị Thế Tôn trong quá khứ hoặc là những người căn cơ gì khác với chúng ta. Không. Tại sao? Tại vì trong tự thân các vị đã có cái phẩm chất pháp thân, đã có phẩm chất Phật rồi. Các vị chỉ cần nhận ra, các vị chỉ cần sống được, và nếu chưa sống hoàn toàn thì các vị tập sống từng phút thì chứng nghiệm được điều này. Thế là cụ thể hơn là pháp gì mà thập phương Như Lai cộng chứng? Thưa các vị, là các vị tổ Trung Hoa họ tuyên bố một câu rằng là trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật. Tức là chỉ thẳng ngay cái tâm bất sinh bất diệt của anh nhận ra được thì anh liền thành Phật. Câu đó nó có nghĩa vậy nghe. Trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật. Đây là cái tiêu ngữ vô cùng quan trọng của thiền đốn ngộ. Người xưa thì họ không có mất nhiều thì giờ nói xôi cột miếng như thế này. Vừa mất công là một, mà có khi dẫn người ta đi lạc lối là hai. Tôi không biết là tôi dẫn các vị đi lạc lối hay chưa, nhưng mà tôi thấy rằng là tôi cũng thuộc vào loại lý sự hay nói chuyện vòng quanh. Nhưng mà người xưa thưa các vị, họ chỉ ngay cái gì là cái tánh chân thật không sinh không diệt nơi anh, là chỉ cái cục khéo thì nhận ra ngay thôi. Ví dụ Ngài Đại Châu Huệ Hải, Ngài tới Ngài tham vấn Ba Tổ, bạch Thầy, thế nào là bản lai Phật của chính con? Ba Tổ nói, cái ông đang hỏi ta đó là bản lai Phật của ông đó. Và ngay một câu thôi thưa các vị, cái đang hỏi ta là cái bản lai Phật của ông đó. Ngay câu đó Ngài Huệ Châu, Ngài dừng ngang, không cần hỏi nữa, là ngộ ra được cái bản lai Phật là cái chi rồi. Thế rồi mình phân ra bản lai Phật là cái đang hỏi là sao? Thưa các vị, hỏi chỉ đơn thuần là lời nói. Cái đang hỏi là con người này, thưa các vị, thì nó chịu quy luật vô thường sinh diệt, phải không? Ngoài hai cái phần câu nói này, hình hài này, nó còn cái chi nữa? Còn có một con người đang quan sát thân này, đang thấy từng lời trong đây tuôn ra. Con người đó là cái nhận biết của các vị, nhận biết con người này đang hỏi, nhận biết tai đang đưa vào đưa ra, nhận biết chân đang dở lên đặt xuống, nhận biết đang nghiêng đầu đang ho. Thế thì cái con người nhận biết này thưa các vị, điều thứ nhất nó vô hình, điều thứ hai nó thấy buồn thấy vui, cho nên nó không phải buồn vui, nó thấy từng dòng chữ đi ngang qua, cho nên nó không phải là cái dòng chữ đang hỏi đang suy nghĩ. Thế thì nó ở đâu vậy thưa các vị? Nơi nào cũng có nó nghe, khắp thân này. Mức độ cạn đó là các vị vừa bị người ta gõ lên đầu mình cái thì chân các vị vừa đạp gai, thì các biết nó có cần phải chạy từ trên đầu chạy xuống không? Tức khắc liền phản ứng từ trên đầu xuống dưới bằng chân, và khắp người của các vị nơi nào chạm đến thì nó liền biết ngay. Đó là cái mặt cạn nhất về hình thế vật lý. Thế là cái phần tinh mịn hơn là tâm thức các vị như buồn, như vui, như hờn, như giận. Nó không từ một cái trạng thái cảm thọ nào không biết nha. Trừ khi mình làm bộ quên thôi, chứ còn tất cả những cái nỗi niềm từ bên trong của các vị vừa sinh là nó liền thấy ngay. Nó không hề chê, đây là cái buồn nhỏ nhỏ tôi không cần biết, thứ không. Nếu có khả năng thì các vị có thể nhìn được mọi thứ buồn vui, dù mịn như sợi tóc hay lớn bằng cái nhà, nó cũng nhận biết. Thế thì nhìn bên sau thì nó là khả năng có thể nhận biết tất cả những loại cảm thọ. Sâu hơn nữa, từng dòng chữ vận hành trong đây, những lời nói rất thì thầm, không ai thấy được. Chư thiên cũng không thấy các vị đang suy nghĩ gì đâu nghe. Nhưng mà chỉ có một cái năng lực đặc biệt là cái nhận biết thầm lặng bên trong của các vị thì thấy từng dòng chữ đang cuồn cuộn chảy ngang. Thế thì chỉ nghe cái chỗ này nhận ra được nó
thì gọi là ngộ đạo. Thậm chí, thưa các vị không cần nói nghe, có một vị thiền tăng tới đảnh lễ Ma Tổ. Bạch Ngài, xin Ngài dạy cho con biết thế nào là ý nghĩa sâu xa nhất của Ngài Bồ Đề Đạt Ma từ Ấn Độ sang đất nước này, chỉ cho người Trung Hoa biết con đường để tu tập. Mình diễn dịch nó dài dòng, nó là như vậy nghe. Cái ý nghĩa tuyệt vời nhất, sâu xa nhất, tinh túy nhất là gì? Nếu vì một cái việc đó là dạy ở Kinh Văn thì cần gì phải Bồ Đề Đạt Ma? Cái đó ngoài Kinh Văn, chỉ trực tiếp. Do vậy cho nên cái điều tinh túy đó là cái chi Ngài dạy cho tôi. Mà Tổ, ông đang ồn đó. Ông đi ra ngoài đi. Rồi khi nào bình yên là tới đây, khi nào đầu thư thả tới đây ta dạy cho. Thì cái vị thiền tăng kia cũng rất ư là thật thà. Và đảnh lễ Ngài đi ra, mới vừa quay lưng, kéo hỏi, này Sa Lê, quay đầu lại. Tổ điểm một câu thôi nghe. Từ xưa tới giờ chỉ là cái ấy, đâu cần ông quay đầu làm gì. Là chỉ cái gì vậy? Cái bất thần quay đầu nhận biết, thưa các vị, từ xưa tới giờ chỉ một cái biết đơn thuần, không có nội dung nghĩ suy thì thầm phê phán chi cả. Gọi thì dạ, dỗ dài thì quay đầu, biểu ngồi, dạ con đang ngồi, biểu đứng thì đứng. Thưa các vị, rõ ràng rằng là cái năng lực nhận biết ấy đích thực là cái trạng thái vô sinh bất diệt, chưa từng đến, chưa từng đi, chưa từng sinh, chưa từng diệt của các vị. Nó hàm nghĩa là pháp thân của các vị, Phật tánh của các vị, năng lực bất động của các vị. Chạm tay vô được chỗ này, ngộ được chỗ này, thì gọi là người thấy được đạo, thì gọi là ngộ đạo, gọi là thấy tánh. Và nhận ra được cái điều này, thưa các vị, đồng đẳng với ai? Đồng đẳng với mười phương chư Phật. Tại vì chư Phật ngộ ra được chỗ này, sống được với điều này, thành tựu được quả giác ngộ, chứ không có làm gì hơn nữa cả. Đơn giản vậy thôi. Rồi từ cái điều này mình giải thích thêm, thưa các vị, các vị có thể để cho mình chìm ngập trong phiền não 100 năm khổ đau quằn quại. Thế nhưng mà nếu các vị nhận ra được cái chỗ ách yếu này, thấy dường như là nó tròn đầy, không thiếu khuyết, không vẩn đục, không mờ tối gì cả, nó vẫn sáng trưng như người đã tu 20 năm rồi mới nhận ra. Mình phiền não 20 năm, 40 năm, 60 năm, nhận ra giống như người tu 30 năm, 50 năm bậc ngộ, thì đồng đẳng như nhau, thể nghiệm được cái biết như nhau, không khác gì. Thế thì gọi là thấy tánh thì thành Phật, là như vậy nghe. Rồi tùy vào cái mức độ các vị sống được như thế nào, thì các vị chứng nghiệm được nó nhanh hay chậm là thôi. Mình lặp lại thế này. Mười phương chư Như Lai ngộ được cái thể tâm không sinh không diệt, an trú được thì thành tựu được quả vị chánh giác. Và khi nhận ra được rồi thì không vì lý do mình bị mê mờ 50 năm, 70 năm mà nhận ra rồi mình thua thiệt so với các vị thánh đã từng tu tập mà nhận ra nghe. Đồng đẳng như nhau, cùng có khả năng chiếu sáng nhận biết những phiền não như nhau. Điểm được ngay nơi nội thân sinh diệt của anh, cái bất sinh diệt mà anh khéo nhận ra, thì liền thứ khác anh có khả năng sống được với điều này. Thế thì thưa các vị, mười phương Như Lai đồng chung chứng là như vậy. Và nếu các vị có khả năng thấy được cái điều này trong một chốc tay, thì các vị cũng có khả năng tuyên bố như Ngài Quyền Giác rằng là ta nay đã nắm được hạt châu như ý. Ta nay thể nghiệm được điều này, cho nên nếu có niềm tin vững chắc với điều này thì thành tựu được quả vị giác ngộ. Như hai câu cuối đó là gì? Ngã nay giải đắc như ý châu, người người tin nhận cùng tương ứng với Phật, chứ không phải là Phật trước hơn ta cái chi cả. Thưa các vị, cùng chứng một thể tánh giác ngộ như nhau. Tóm lại, chúng ta có vài ý để kết lại. Thưa các vị, cái trọng tâm của bốn câu này mình muốn khai thác, đó là mười phương ba đời chư Như Lai, quá khứ, hiện tại và tương lai, thậm chí tất cả chúng sinh có mặt trên hành tinh này có được cái thấy biết hiểu được pháp, thì nên biết rằng pháp này là pháp tối hậu. Mười phương ba đời chư Phật và vạn loại chúng sinh đều có mặt nó ngay bây giờ, ngay nơi đây có thể chứng nghiệm được nghe. Đây là điều thứ nhất.
Ý thứ hai, hãy thấu đạt pháp. Thưa các vị, đời sống của chúng ta may mắn mà gặp được Phật pháp, đi vào con đường tu tập, thì cái điều quan trọng không phải là mình làm người xuất gia, làm người cư sĩ, không phải là mình là người có danh trong đạo hay không có danh trong đạo chi cả, mà cái điều vô cùng quan trọng là mình phải thăm dò vào chiều sâu tự nội, nhìn cho ra cái phần nào sinh diệt, phần nào không sinh diệt nơi tự nội, để chứng nghiệm pháp thân ngay tự thân của các vị. Tu không phải là cái chuyện hướng ngoại, chạy ngược chạy xuôi, chạy tới chùa này, chạy tới chùa nọ, chạy theo thầy A, thầy B chi cả, mà cái chuyện vô cùng quan trọng là dội ngược ánh sáng về, nhìn lại tự tâm của các vị để chứng nghiệm thể niết bàn ngay chính các vị, học và thấu đạt pháp của chính nơi các vị, ngay thân sinh diệt, thấy pháp bất sinh diệt. Đây là điều thứ hai, hãy thấu đạt pháp là như vậy. Điều thứ ba, thấu đạt nó mới là bước đầu thôi nghe. Bước thứ hai cần phải làm để có thể thành đạt là hãy phát nguyện thọ trì pháp. Là làm cái gì? Thưa các vị, không phải là mình học thuộc lòng thần chú, không phải là tụng kinh niệm Phật râm ran. Thọ trì pháp nghĩa là các vị nghiệm ra được cái thể không sinh không diệt nơi chính các vị, là thực tập sống với điều này. Mình đi tới, mình đi lui, mình ngồi, mình đứng, mình nói, mình cười, mình ăn, mình uống, mình sinh hoạt trong cuộc đời này. Làm thế nào? Trong từng hơi thở vào ra, các vị luôn an trú ngay trạng thái nhận biết, chiếu sáng, mà đừng để mình lạc vào cái bị biết, thì gọi là thọ trì pháp. Kỳ thực người ta có quan điểm sai lầm về việc tu nhé. Người ta nghĩ rằng là mình phải lăng căng đi chùa cho nhiều kia mới là tu thứ không. Không cần như vậy. Tất nhiên là chúng ta rất là cần, khi mình chưa mở được mắt chánh pháp thì mình rất là cần học, cần thực tập, cần có pháp hữu, cần có những cái điều kiện khơi mở tâm thức để mình có thể thấy được đạo. Thế nhưng mà thấy được đạo rồi thì đừng có vác xác trả theo mấy ông thầy trẻ trẻ nghe. Thầy già như mình thì thưa các vị cũng không buồn theo làm chi, mệt, già chết nay sống mai. Đây là cái điều vô cùng quan trọng là thọ trì pháp, chứ không phải là thọ trì ông thầy nào, không phải là thọ trì cái chùa nào nghe. Đừng có dính vào một cái chùa nào cho nó mệt cuộc đời. Thưa các vị, hãy để mình rất là thênh thang, hãy thấy ta là con người của vũ trụ, của hành tinh này, thấy ta là con người phi tôn giáo luôn, không có tôn giáo nào cả, chỉ con người thấu đạt được pháp và hành trì thôi. Các vị vượt ngang qua tất cả những cái ngưỡng cửa ràng buộc về tư duy, về tông môn, về pháp phái. Cái cách hành trì của các vị đừng hạn chế mình để cho cuộc đời nó thênh thang ra, bằng không là thưa các vị mình tự trói hẹp đời sống mình lại. Điều thứ tư, một gợi ý cuối nó là thế này. Ngài, không biết Ngài Ba Trúc Rinpoche là Trung Ba Rinpoche thì tôi không nhớ, Ngài nói một câu thế này, mình nhắc lại. Mạng sống con người leo lét trước 1.000 nỗi bất trắc. Trước 1.000 nỗi bất trắc, cái ngọn đèn nó leo lét, nó chỉ trước một cái bất trắc của gió mà thôi nghe. Nhưng mà mạng sống con người thì nó có 1.000 điều bất trắc, chứ không phải một điều bất trắc. Và cái bất trắc nào nó cũng lấy mạng mình được nghe. Một con nhện nhện cắn lấy mạng mình được, một con rắn bổ lấy mạng mình được, một cơn gió đi ngang qua lấy mạng mình được, một cái hạt mỡ nó buồn đời, nó du hành trong mạch máu của các vị, nó làm nghẽn mạch máu dẫn lên não thì các vị đã ra đi rồi. Rất dễ. Một cái tế bào nó không phát triển thuận, nó tìm mọi cách để nó sống còn và nó phát triển nghịch thì thành ung thư. Và thưa các vị, cách chi nó cũng có khả năng gây ra cái chết nơi các vị cả. Do vậy, một cái sống vô cùng quý, ta hãy trân quý đời sống mình, đừng có phí phạm nó. Nếu mình chưa thấy được đạo, chưa hiểu được đường tu thì thôi xiết cô hồn cái mạng này cũng được. Thế nhưng mà lỡ rồi, thấy được đường tu, biết được đường về, hiểu được đạo rồi, thưa các vị, vô cùng quý một mạng à. Hãy giữ gìn và cẩn trọng để tu tập.